công bất an, những vụ tử vong khi bị tạm giam, giữ và vấn nạn công an bạo hành tại Việt Nam là tựa của phúc trình dài 23 trang bằng tiếng Việt và 96 trang tiếng Anh mà Human Rights Watch chính thức công bố vào sáng ngày 16 tháng 9. Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch, phát biểu mở đầu cuộc họp công bố phúc trình như sau is quite different from the other sorts of reports that you often see about Đại ý theo ông này thì Human Rights Watch từng có nhiều báo cáo liên quan đến Việt Nam. Tuy nhiên, báo cáo về tình trạng tử vong và chấn thương khi bị công an giam giữ phổ biến tại Việt Nam là một phúc trình tập trung vào cái mà ông này gọi là hậu trường sân khấu mà nhiều tầng lớp khác nhau tại Việt Nam phải gánh chịu bấy lâu nay. Theo lời của ông Phil Robertson thì nạn công an, lạm quyền, đánh chết gây chấn thương, bệnh tật cho người dân tại Việt Nam là một cuộc khủng hoảng về nhân quyền. Phúc trình của Human Rights Watch nêu ra những trường hợp được cho là điển hình về nạn bạo hành của công an, khiến người bị giam giữ phải chết hay chấn thương nặng xảy ra trong khoảng thời gian 4 năm từ tháng 8 năm 2008 đến tháng 7 năm nay. Những vụ này được ghi nhận tại 44 trên 58 tỉnh dọc khắp Việt Nam, trong đó có 5 thành phố lớn. Phương pháp thu thập thông tin về những trường hợp công dân Việt Nam bị bạo hành ghi nhận trong thời gian 4 năm qua như vừa nêu, được thực hiện dựa vào kết quả tập hợp và phân tích thông tin từ những cơ quan truyền thông lệ phải trong nước. Bên cạnh đó là những tin bài từ các trang mạng xã hội như Blog, báo lệ trái, cũng như của các hãng thông tấn nước ngoài, trong đó có các đài phát thanh quốc tế tiếng Việt như BBC, VOA, RFA. Human Rights Watch cho biết, cũng có tiến hành nghiên cứu tại Việt Nam, nhưng quyết định không phỏng vấn những nạn nhân còn sống, và nhân chứng. Vì theo Human Rights Watch, làm như thế thì chắc chắn đưa đến hậu quả những người trong cuộc ấy sẽ bị trả thù. Trong số những trường hợp được nêu ra trong phúc trình của Human Rights Watch, có 14 trường hợp chết khi bị giam giữ được công an thừa nhận là bởi nhân viên công lực bạo hành mà ra. Có 4 trường hợp chết khi bị giam giữ mà không giải thích được nguyên nhân. 6 trường hợp chết mà công an nói nạn nhân tự tử tại đồn công an. Bốn trường hợp công an giải thích chết vì bệnh, bên cạnh đó là 11 trường hợp bị chấn thương bởi sự lạm quyền của công an. Ngoài ra còn có trường hợp một trẻ em 11 tuổi do nghi ăn cắp tiền đưa đến công an và công an đánh đập em này. Ông Phil Robertson cho biết những thủ phạm là công an làm chết người gây thương tích cho những người bị giam giữ không bị trừng phạt đúng mức now Trong báo cáo nêu rõ, nhiều trường hợp được chính thức thừa nhận là bảo hành những công an liên quan chỉ bị kỷ luật nội bộ nhẹ nhàng như phê bình hoặc khiển trách. Trường hợp hạ cấp, thuyên chuyển hay buộc ra khỏi ngành đối với những công an vi phạm như thế là hiếm. Biện pháp truy tố và kết án đối với những đối tượng công an vi phạm lại càng hiếm hơn. Theo Human Rights Watch, trong trường hợp bị khởi tố và kết án, công an vi phạm dường như cũng nhận được những mức án nhẹ hay án treo. Một trường hợp được nêu lên là công an liên quan không những không bị kỷ luật, mà còn được lên chức như trường hợp Phó Công an xã Nguyễn Hữu Khoa ở La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Dù bị tố cáo đánh đập một tài xế xe tải vào tháng 7 năm 2010, nhưng đến tháng 12 cùng năm thì lại được thăng cấp trưởng Công an xã. Human Rights Watch đưa ra những đề nghị cụ thể. Trước hết, đối với chính phủ, hà nội phải chính thức tuyên bố nghiêm trị những viên chức sử dụng các hình thức tra tấn đánh đập hay ngược đãi trong quá trình tạm giam tạm giữ những biện pháp như yêu cầu người bị câu lưu viết cái gọi là bản cam kết tự nguyện ở lại trụ sở công an hay biên bản không bị công an đánh phải được dẹp bỏ chính quyền việt nam tiến hành thành lập một ủy ban độc lập về khiếu tố đối với ngành công an ủy ban này chuyên tiếp nhận khiếu tố của người dân và giám sát bộ phận thanh tra nội bộ công an quốc hội việt nam cần phê chuẩn công ước liên hiệp quốc về chống tra tấn càng sớm càng tốt những người bị bắt giữ phải được phép tiếp xúc ngay với luật sư mà không bị cản trở đây là biện pháp giúp giảm thiểu nguy cơ bị công an bạo hành trong quá trình thẩm vấn. Đối với báo chí, theo ông Phil Robertson, thì báo chí độc lập có thể giúp đưa ra ánh sáng những vụ việc dễ bị yểm đi. Tự do ngôn luận cần được tôn trọng. Phúc trình của Human Rights Watch cũng kêu gọi chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam, cũng như đang tài trợ cho Việt Nam cải cách luật pháp, phải có tiếng nói đồng loạt, tạo sức ép buộc chính quyền Hà Nội có hành động nhằm chấm dứt nạn bạo hành của công an. Trao đổi với RFA, ông Phil Robertson cũng cho biết, trước khi công bố phúc trình chừng một tuần, ông này có xin thị thực nhập cảnh vào Việt Nam để gặp các giới chức ngoại giao tại Hà Nội. Nhưng Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok từ chối không cấp visa cho ông mà không nêu lý do.